em xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo ngày hôm nay. Dạ, trước màn hình của cô chú anh chị bạn đây là những hình ảnh của con đường trung tâm xã của xã Vĩnh Thành và khu vực chợ ga vào buổi sáng ngày hôm nay là 28 Tết quý vị. 28 Tết chợ đồ rất là nhộn nhịp. Ngày mai là 29 rồi, mốt là mùng 1. Chỉ còn một ngày nữa là hết Tết rồi vậy. Thì hoa đây bán chắc phải cỡ trưa mai là người ta bắt đầu dọn rồi. Ở dọc đây là hoa vạn thọ rất là nhiều. Rất là nhiều hoa. Này nhiêu chậu với anh? Đây. 15. Hả? Ít bông quá hả? Chậu lớn bao nhiêu? Chậu lớn 30. Lớn 30. Ồ, hoa vạn thọ quá trời. Bằng rực. 25 cây trở lên tính 20. Rất là nhiều hoa. Cái cây thanh long. Đoạn gần trước cổng chợ ga là kẹt đường luôn các bạn, xe lưu thông rất là nhiều. Đây, hoa ly. Này hoa ly hả anh? Dạ đúng rồi. Này nhiêu bình vậy? Này 2.7, 3.2. 3.2, 2.7 hả? Dạ. Thằng này là ly 5. Dạ. Ly 3. Thằng này ly 5. Ly 3, ly 5. Nó cũng là màu hết. 3.7. Cảm ơn, để gì em chút nữa quay lại. Bắt hoa xanh. Ở đây là trước cổng chợ ga của xã Vĩnh Thành này các bạn. Đó, kẹt đường luôn. Thịt. Đây. Hai cổng chợ này mới được làm lại, rất là mới nè. Đây là vào bên trong chợ. Chợ ga thì cũng không có lớn mà cũng không có nhỏ, rất là nhộn nhịp. Có xe rất là đông luôn, kẹt xe luôn đó rồi. Chợ những ngày giáp Tết cho nên là rất là đông đúc, tấp nập. Ở chỗ này bánh thửng. Có kho nữa nè, kho với trái cây. Bưởi bán sao chị? 40 ký hả? Con nhỏ vậy ta. Có cái nào bự hơn không? Bự bằng thôi chứ, bự cái. Đi đây rồi về muốn thêm là cắt trái cây xung quanh, ở cắt cuốn gãy. Để bưng cái này chứ. Hả? Bưng nguyên trái chứ, bưng gì nó gãy. À, bưng nguyên trái hả? Trái cuốn, trái cuốn gì không? Đi, cuốn thêm gì không? Cái tôi lộn gì không? Cái này nó có gì không? Không nào? Không, cũng mua ly trái, mua ly. Lấy em cái này coi.
Dạ. Đánh nổi giá về cánh nước liền vô nổi liền à. Nay nó đâu vô nước đâu. Bí rưỡi em. Nhiều. Là chỉ 6 hả? Cái bí rưỡi là 60. 60 hả? Lấy 50 được không? Đó, nó có sách 1.000 luôn. Sách 1.000 luôn. Bán nhiêu gì nói nhiêu mấy ngày này mà. Bán là khách được đứng là trẻ là đường đông á. Ờ, cuối năm là, rồi. Cuối năm á nên thử ra bán nhiêu nói nhiêu à. Giá niêm yết luôn không? Chẳng lẽ mình để cái bảng này kỳ quá. Ờ. Thiệt á. Đem chai. Cái này 1.5 hả? 1.5 cái 6 gần 6 luôn á. Thấy cũng nhỏ vậy ta. Rồi, nó đặt luôn. Rồi, em cảm ơn. Chưa đủ. Rồi, cảm ơn. Bưởi. Trái cây. Rồi. Bơm lên. Này, bưởi là đôm để được lâu, khỏi bị héo. Mấy cái trái cây đôm nó héo hết. Mình tính gì đi? Dạ. Bưởi xuống ăn tốt nữa. Dạ. Thấy mấy cái bông không? Bông của chị luôn hả? Bông của chị luôn. Bông này 130. Hả? Bông này 45. 45 hả? Lấy 40 được không? Có. Chị đó em là không có thích nè. Thì... Thích hả? 45 đó, chứ là đâu thích đâu. Bông sáng mới về đẹp luôn. Bông Đà Lạt hả? Bông Đà Lạt má. Nè, em nhìn vào hoa tươi Đà Lạt không à mà. Hoa này hoa gì? Hoa này là Lê Ơn. Lê Ơn. Lê Ơn. Đúng không? Lê Ơn như cúc. Lê Ơn như Đà Lạt, mai muốn nổ ra dùng gì vậy? Dạ. Bây giờ thấy nó đẹp nè. Mấy? 45 hả? Nếu không à, lấy chút kén kia 50.000 nha. Đơn giờ đêm lâu nữa nè, đơn giờ có chục ngày nè. Cái nào? Đây hả? Ờ, em không có 6 kén nè, em để dịp đơm luôn. Chị nói thiệt, đàn ông chị nói thiệt á. Thảo chị? Không có 6 kén ra để dịp đơm kén luôn. Là đặt kia chút kén á. Để em để lâu lắm. Cái này cắt này cắt nó tươi biết nè. Đúng rồi. Cái đó để lâu lắm. Bữa 25 cái này còn tư rối á. Ủa, cái này với này khác nhau hả? Dạ, cái kia 45 này 50. Cái đây 50 ngàn, còn cái cánh dài của mình. Có gì khác ta? Thấy giống giống vậy. Cái lấy cánh dài nó, cánh dài chắc lâu lắm. Thấy 5 bình cánh dài em. Cánh dài là sao? Ý là chỗ nhiều thì em lấy mấy bình đây nè. Nhìn bút con gái. Tụm lại thấy nhiều mà xuống có mấy bông à? À. Em gửi tiền rồi chị. Mỗi ly đã nhiêu bình vậy? 180 hả? Đâu nó chưa có nở còn bút không vậy? Còn bút á, sợ nó chết luôn. Nhưng mà cái này vừa luôn. Còn cái loại kia là nó nở trước hết rồi. Dạ. 45.000 một bó như thế này vậy. 45.000 à. Rồi. Cúng á, bánh cúng là bánh bánh lạc ha. Ngon. Potato. Oxy.
Phụ rồi hả? Dạ. Em chưa biết gần bánh, cái bánh gì. Lên lên lên. Ô xì. À, lấy em hai hộp này. Dưới có một lốc Pepsi với một lốc nước màu xanh là gì? Sprite. 7 ốp cũng được. 7 ốp á anh, 7 ốp với một lốc 7 ốp với lốc Pepsi. Rồi lốc Pepsi nữa. Mấy em nó cũng bán ly với cúc rồi. Có đường mấy ngày giáp Tết nhộn nhịp. Pepsi. Pepsi à? Pepsi lon à? À, lon á, lấy lon nha. Đây một bảy ốp, một Pepsi, hai hộp bánh. Đường phố quá nhộn nhịp luôn quý vị. Còn này là đi thẳng ra là quý vị sẽ ra giao ở đường 30. Ngày đèn xanh đỏ hay bị kẹt xe lắm. Đây người dân những ngày giáp Tết rồi người dân đi chợ nhiều quá. Bán ở trước chợ nữa, hai bên đường nữa cho nên là gây đến kẹt xe. Chỗ này bé nó cũng bán hoa với ly, hoa ly nè, hoa ly hoa cúc. Dừa nữa nè quý vị. Bên kia cũng bán hoa lây ơn cúc bưởi trái cây. Những ngày giáp Tết thì người dân mua bưởi, mua trái cây rồi mua hoa rồi để về chân Tết thì nhiều. Lốc Pepsi, lốc bay up, hai hộp bánh em 153 hả em? Xí 153. Dùm luôn á hả? Rồi cảm ơn nha. Đây à. Quá nặng dữ ta. Bé này rồi. Dạ. Rồi đường nó đông quý vị ơi. Xe lưu thông qua lại liên tục. Giờ những ngày giáp Tết rồi là đi từ chợ nào cũng đông hết đó. Hai bên đường buôn bán rồi xe đồ cứ lưu thông qua lại nữa. Ở bên kia bán trái cây đầy đủ luôn. Kẹt xe cho qua đường quá đây.
bên trong chợ chắc nhộn nhịp nữa vậy. Em dạo vào bên trong chợ quý vị xem sửa xíu nha. Bên trong hơi tối à. Rau củ quả, lại hoa nữa. Hoa trái cây. Mát ngát luôn. Ở đây là trước là quần áo nè. Đây là các quầy tạp hóa. Đó, bánh tét. Bánh tét kìa. Bánh tét 70.000 cây hả? Bánh chưng nữa chứ. Wow. Nem chả. Có trái cây nữa các vị. Nhộn nhịp, nhộn nhịp. Trời, những ngày giáp Tết. Dạ, cái này 45. Dạ. Đây là hoa với trái cây là hoa với trái cây rất là tỏ giá rồi. Dừa. Đây là khu vực rau củ quả và đồ hải sản tươi sống của chợ ga. Chim bán rau nè các bạn. Còn ở bên trong kia thì các cái quầy tạp hóa. Còn đoạn này là đồ hải sản tươi sống, cá. Cá các loại. Trời cá nè. Chào cô. Dạ, quay cá. Ủa cá này cá gì vậy cô? Cá thu. Cá thu hả? Cá thu cá bà. Cá gì? Cá thu nhiêu ký cô? Cái này còn lát không à. À. Còn lát không à. Dạ. Đây dừa quá trời. Wow, trái cây. Dạ. Dạ. Đây trái cây các vị. Wow. Rồi một tấc. Mực ướp lạnh luôn à. Đông lạnh luôn à. Wow. Xong mình cũng bỏ nước lên cho nó nhanh tan. Hư à? Bỏ nước lên hư. Bỏ nước lên thì anh không ăn, anh để tủ lạnh lại nó dưỡng. À đúng rồi. Đông rồi á, xong mình rẽ ra ông đông lạnh nó dưỡng mà. À. Chung được. Ăn ngâm nước thì nó lợi hơn chứ. Ừ. Nhưng mà nó dưỡng ta ăn mình ngâm sâu ra cho nó dưỡng. Đúng rồi, ngâm nước cho nó dễ.
cái này gì đánh là nó cấp đông luôn, nó cấp đông nước. À, nó cấp đông luôn. Anh ta đâu rửa ta đó. Cái này anh à, lấy cái rổ, bỏ rổ sắt luôn thôi, không rửa thử. Này nhiêu ký? 160 ký hả? Hôm nay rẻ hả? 6 ký. Đây là trái cây rồi. Năm nay trái cây với hoa là đắt hàng. Wow. Bưởi, xoài, táo, bôm, dừa. Hoa năm nay là hoa ly, hoa lây ơn, hoa cúc. Chờ ghe của xã Vĩnh Thạnh nó tiện cái là nó có hai hướng nè mọi người. Đó, một cổng chính hồi nãy em đi vào. Dạ không, một cổng chính em đi vào rồi cổng này là cổng phụ đi ra. Nói chung là nó có hai cổng cho nên là chợ này là nó rất là tiện lợi. Như vậy chợ này lúc nào nó cũng nhộn nhịp hết á, đông. Còn như cái chợ mà chợ Vĩnh Hiệp quý vị, chợ Vĩnh Hiệp là nó chỉ có một lối ra một lối vào thôi, mà nó nằm mà ngay vị trí, dạ, ngay vị trí của con đường 3 tháng 10 ngay chỗ cầu Dứa, nó cũng rất là bất tiện, cho nên chợ bên đó thì nó cũng vắng vẻ lắm, đa số người dân đi chợ trên đây hết, hoặc là họ đi xuống khu vực chợ Vĩnh Thái. Có thịt bò, heo, nông nghiệp. Wow. Đó, cái đoạn chỗ kia là trước cổng chợ ghé rồi, lúc nào cũng kẹt xe. Rồi chỗ đó hai bên đường người ta buôn bán nhiều á, ngay gần đèn xanh đèn đỏ nữa, cho nên là hay kẹt xe. Chỉ có một vài chiếc xe con hoặc là xe tải đi qua là nó cũng gây ùn ứ giao thông. Dạ. Mua hộp cúc rồi. Hôm nay dịch cúm khó khăn quá. Hoa ly tới 300 mấy một bình nữa vậy. Nói chung hoa ly năm nay giá còn cao á, và cũng rất là được nhiều người mua. Hoa cấm bình đây, bạn Thọ. Nhiêu chậu vậy chị? Này 5 chậu em bán 100 ngàn. 3 chậu này 50. Là nhiêu chậu? Đây chạy nếu mà anh mua 5 chậu thì là chạy 20 ngàn. Còn em là em bán 25 ngàn chậu luôn. Dạ, chậu lĩ là 25. Còn lấy 5 chậu thì 4-5 chậu gì đó thì em bốn. Mua nhiều quá sách nổi đâu. Dạ, anh mua mấy chậu. Đây là của khách người ta đặt rồi. Thấy nó buồn. Anh vô trong anh xem. Nữa. Còn mấy chậu nhỏ đây là khác nữa hả? Là 3 chậu 50. Hoa nó nhiều không ta? Dạ nhiều, nó có đổ. Thấy chậu nhỏ chậu lớn như nhau không ạ? Đây nó còn nụ nè.
giờ chạy bông với nụ gì nữa. Quá vậy. Ủa để xe ở đâu mà sách đồng đề đây đây chị? Đi bộ. Đi bộ ngay gần đây không? Gần. Quay chợ Tết đồ hay gì ngắm à. Đây với không vậy? Ờ. Quay chợ Tết. Chỗ này nè anh, chỗ này được nè. Bông nó ấy hết rồi. Để là anh thấy cái màu nó không sâu. Tại giờ em chưa có thuốc sáng giờ em bận quá em chưa có rảnh để đúng không ấy. Tại vì chỗ này đẹp nè anh. Màu đều nè. Màu vàng luôn. Rồi ngó miếng không biết ở chậu nào luôn á. Dạ. Yeah. Mỗi người mỗi sở thích á. Chọn nào bông bông nhiều à? Bông nhiều à. Bông nhiều là khói à? Họ thợ thấp này thì nó chỉ có như vậy thôi. Có bông nhiều là thằng này nè, bông nhiều nè. Tại vì nó còn nữa. Ê! Uống trà sữa nha. Không? Không, có ly trong kia kìa, ống nóc trong kia. Lấy chậu lớn cho anh. Dạ, anh quay coi chậu keo đi. Anh để chân hay là để ăn trước cho nó đẹp mà. Mình chơi chậu keo đi. Mình xếp mấy chậu trước á. Em còn một chậu keo để về trước. Chậu này nè anh. Được không? Bông đâu? Chờ luôn. Hơi bị kê luôn á. Bông nhỏ quá. Nó chưa nở nữa mà. Nó chưa ra hết mà. Nó phải bung rồi nó bung như vậy nè. Đây, đó nó bung rồi anh thấy không? Cái cánh này nó bung rồi nó bung như vậy nè. Lấy cái chậu đó đi. Dạ, yeah, một chậu này. Đi lấy 1 chậu nữa. Lấy 2 chậu. Dạ, yeah, 2 chậu. Xách nổi. 2 chậu anh lấy này luôn nha. Rồi lấy chậu đây à. Ừ. Lấy luôn. Chị quăng cái bông kia đó nó không được kìa. Để được cái khác đi. Cái thằng này nè. Thằng để trên bệ nè. Rồi để em lấy đây. Rồi lấy thằng này. Xong. Đây được. Rồi rồi rồi. Dạ, 5 chậu 100 ngàn cô. 5 chậu 100 ngàn. Còn con bán lẻ 25 ngàn chậu. Ôi da. Bỏ vô bì giùm anh để anh xách được không? Này 5 chậu 100 ngàn quý vị. Đó. 5 chậu 100 ngàn. Mua số lượng lớn thì giảm giá. Còn mua lẻ thì chậu nhiêu? Mua lẻ nhiêu? 2 chậu nhiêu? Lấy anh nhiêu? 25. 2 chậu là anh chậu 25 hả? Dạ, chậu 25. Còn dạ, chậu này 3 chậu 50. Còn thằng này 25 ngàn chậu, 5 chậu 100 ngàn. 2 chậu bao nhiêu? 2 chậu đây 35. 2 chậu 35. Ủa? Gì? 1 chậu 20. 2 chậu 35 hả? 2 chậu 35, 1 chậu 20. 2 chậu 20. 2 chậu 30 không được. Lấy cho 3 chậu 50 hả? 3 chậu 50. Dạ đơm được mà, tách ra, tách tách ăn. Xem mà bỏ chung vô mà đơm. 2 chậu được không? Dạ không, tách ra chung. Dạ em nói đúng nha chị. Ý nói là 2 chậu dùng chung chậu được không? Dạ. Nó chết hả? Dạ không, rồi em nói chị tách ra người ta mua về người ta tách không ta. Con này sao chết được? Con này nó mạnh lắm. Con này thì nó không. Này em lấy 2 chậu 50 nè, chậu lớn nè. Đó 2 chậu 50. Này đơm vàng té. Chị muốn lấy 2 chậu chị nên mua 2 chậu lớn đi. Kho nó nhiều hơn, đẹp hơn, cao hơn. Đó, thì mỗi người mỗi sở thích mà. Rồi anh, rồi, cảm ơn. Rồi anh xách được không? Nhiều được. Quá hả? Anh được. Nhiều quá, dạ đếm thế thôi. Mấy cái này chậu đây. Chung một rừng hoa, hoa nào cũng như nhau à. Coi cái nào búp búp nhiều á, chị chọn ai chứ nó cũng như như nhau hết á. Do nó để một rừng vậy là mình khó có thể lựa chọn lắm. Em dạ, nhớ hai bình đây đi. Dạ, dạ. Rồi rồi. Để em lấy rồi. Hả? Cao quá không thích hả? Lấy chục hai chậu ơi, lấy không? Dạ, chục hai chậu nè. Hả? Cái gì? Hai chậu đây 35 ngàn. 35 ngàn đó. Em nói còn không thì lấy một chậu đi, lấy 50. Chứ để. Dạ. Vàng rực hết rồi. Đây hai nè. Hôm nay nữa vậy. Yeah. Năm nay mẹ con cho bông này cũng luôn. Bông kia mắc quá. Đây thì màu vàng, màu cam, màu đỏ. Mấy một cây.
mai là hết rồi. Rồi, em xin tạm dừng video tại đây. Cảm ơn cô chú anh chị các bạn đã xem video. Mến chào cô chú anh chị các bạn.